Chúng ta ai rồi cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Cam sinh hai em bé xong thì có rất là nhiều việc phải làm, nên bây giờ mới có thời gian để tâm sự với mọi người. Vậy là đã hơn 4 tháng có thêm một mối quan hệ mới, đó là mối quan hệ mẹ con. Thật sự ra là Cam chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có con sẽ như thế nào trước đây. Mình còn nhớ ngày trước mình hay chạy xe một mình về nhà. Mình nghĩ rằng sao mình cô đơn quá. Mặc dù mình có gia đình, có bạn bè, nhưng một giây phút nào đó trong lòng Cam vẫn nghĩ rằng là Cam luôn cô đơn. Bởi vì lúc đó Cam nghĩ rằng là ôi, tất cả mối quan hệ trên cuộc đời này tất cả chỉ là hữu hạn thôi, trừ mối quan hệ gia đình. Nhưng lúc đó Cam sống xa gia đình thì mình lại nghĩ mình lại không muốn phiền gia đình mình nữa. Cho đến một ngày Cam gặp chồng Cam, Cam có gia đình riêng của mình. Và cũng vào một ngày nọ, Cam chạy xe về ở trên một cây cầu, Cam nghĩ rằng là ôi, bây giờ mình không còn cô đơn nữa, mình có con rồi. Tự nhiên lúc đó mình cảm nhận rõ hai từ hạnh phúc. Mình có một gia đình nhỏ, có gia đình lớn, mình có hai đứa con luôn bên cạnh mình, luôn yêu thương mình. Và đây sẽ là máu mủ ruột thịt của mình, sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời này. Nên cái kênh này sẽ có thật là nhiều video về gia đình nhỏ của Cam, cũng giống như những lời tâm sự của Cam. Nhiều khi Cam cảm nhận rõ sự hạnh phúc, mình cũng rất là sợ. Mình sợ cái hạnh phúc này nó sẽ không còn nữa. Một ngày nào đó khi mình tỉnh dậy, nó sẽ bỏ mình đi mất. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì không sao. Chúng ta đừng nghĩ quá nhiều, bởi vì mình nghĩ nhiều thì mọi việc nó cũng sẽ như vậy rồi. Mỗi lần mà Cam với chồng có việc gì đó gây nhau, Cam rất là sợ. Sợ hai đứa bỏ nhau. Đó, những lúc như vậy thì Cam hay đọc lại những cái đoạn ngắn của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và thiền sư có viết một đoạn ngắn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người như vậy. Trong một mối quan hệ giữa mình với người kia, có lúc mình giận hờn, khổ đau. Mình cứ nghĩ là người kia có lỗi với mình, người kia đã gây nên những nỗi khổ đau cho mình, nên mình không chấp nhận được người kia và làm cho sự truyền thông trở nên bế tắc. Khổ đau từ đó mà leo thang. Mình không nhìn lại để thấy rằng có thể mình đã đóng góp một phần nào đó trong nỗi khổ và cơn giận của người kia, nên người kia mới hành xử và nói năng như vậy. Nếu bản thân mình không thay đổi những tập khí của mình thì cho dù có cưới bao nhiêu người đi nữa thì mình cũng khổ đau mà thôi. Cho nên sau những lần hai vợ chồng cãi vã với nhau thì hai đứa đều ngồi lại để cho nhau lời an ủi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hôm nay Cam đưa hai đứa nhỏ ra ngoài để đi khám định kỳ nè. Cam rất là hạnh phúc vì bên cạnh Cam lúc nào cũng có tất cả mọi người luôn hỗ trợ trong cái giai đoạn mà Cam yếu ớt nhất. Cam cần rất là nhiều sự giúp đỡ hiện tại bây giờ. Giờ ngẫm lại thì thực sự mình không có cô đơn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy hết. Chỉ cần mình lắng nghe, mình là người ở lại, không bao giờ bỏ đi, thì chúng ta sẽ còn giải quyết được tất cả. Bởi vì mỗi khi gây nhau, Cam hay nghĩ rằng là chúng ta còn ở bên cạnh nhau bao lâu nữa, hoặc là chúng ta có thể là bỏ nhau chăng. Nhưng mà chỉ cần chúng ta chịu là người ở lại và hạ cái tôi mình xuống thì chắc chắn sẽ không có cái cuộc cãi vã hoặc là cái sự ra đi nào hết. Tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra với cuộc sống của mình, với bản thân mình, một phần đều xuất phát từ mình. Nên Cam muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến tất cả mọi người. Biết đâu đó sẽ có những người gặp hoàn cảnh giống như Cam, luôn luôn nghĩ rằng là mình cô đơn, nhưng thật ra là mình không có cô đơn đâu mọi người.